Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa quyết định tiếp tục đề xuất với Chính phủ ra quy định cấm bán rượu bia sau 22 giờ mỗi ngày. Đề xuất này nằm trong luật phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia với mong muốn là nhằm hạn chế lượng rượu bia tiêu thụ ở Việt Nam hiện nay. Bộ Y tế cho biết trước mắt chỉ có thực hiện theo quy định cấm bán rượu bia sau 22 giờ mới có thể phần nào hạn chế được số người uống rượu và lượng rượu tiêu thụ hiện nay ở Việt Nam. Hiện tiêu thụ rượu bia bình quân một người một năm của thế giới là 6,2 lít và không thay đổi trong 15 năm qua. Nhưng tại Việt Nam thì trong 10 năm qua tốc độ tiêu thụ rượu bia đã tăng hơn 150%, từ gần 4 lít một người một năm giai đoạn 2003 tới 2005, đến nay đã là 6,6 lít một người một năm. Còn theo một nghiên cứu về kiểm soát rượu bia trong năm 2013-2015 tại Việt Nam của Đại học Y tế Cộng đồng cho thấy kết quả rất đáng lo ngại, tỷ lệ người sử dụng rượu bia ở mức độ nguy hại rất cao với khoảng 50% nam giới, lứa tuổi từ 20 tới 24. Việt Nam tiêu thụ 3 tỷ lít bia mỗi năm và với giá trung bình là 22.000 đồng một lít thì tiền đổ cho bia là khoảng 3 tỷ đô la Mỹ một năm.